Chào mừng mọi người à, trở lại với channel của mình nha Hôm nay à, ngày 2 tháng 10 năm 2020 à, Trong cái video này mình sẽ cập nhật một số à, tin tức mới à, cho tất cả mọi người à, Những cái topic mà mình sẽ à, nói trong cái video này là cái lịch trình mà trở ngược lại trường như thế nào À, và cái danh sách đề nghị phụ huynh à, sử dụng khi à, sử dụng mỗi ngày trước khi mà mình gửi con của mình à, đến trường à, và cái nơi à, mà họ có cái chỗ để mà xét nghiệm cái covid 19 à, thức ăn cho học sinh à, 50 đồng kiếp khát cho tất cả mọi học sinh cũng giống như là backpack à, đưa cho học sinh. À, mùa thu cũng sắp tới rồi à, và mọi người có thể đi xem cây lá vàng à, cũng như là những cái tiểu bang mà hiện tại bây giờ là nằm trong cái danh sách low risk à, là không có bị à, bệnh nhiều thì đó là những cái đề tài mà mình sẽ à, nói trong cái video này nhé thì đầu tiên à, là cái lịch trình cho tất cả các em học sinh trở lại trường thì theo mọi người biết được rằng là các em đã bắt đầu à, trở lại trường à, vào ngày 21 thay tháng 9 vừa qua à, cho tất cả các em học sinh ở trong trường Boston Public School và thứ năm vừa rồi ngày 1 tây tháng 10 thì à, các em mà học sinh trong cái dạng à, nhu cầu à, đặc biệt đã được trở lại trường à, với cái mô hình là à, hybrid à thì các em đó sẽ được trở lại vào ngày 1 tây và ngày 5 tây họ chia làm hai nhóm. Sau đó thì vào ngày 15 tây và ngày 19 tây thì các em mẫu giáo K0 K1 K2 sẽ trở lại trường với cái à, những ai chọn cái mô hình học lập hybrid à sẽ bắt đầu học lại trường 2 ngày và 3 ngày học ở trên mạng. Tiếp theo nữa sẽ là cái nhóm cho các em học sinh từ lớp 1 cho đến lớp 3. À, các em sẽ bắt đầu vào ngày 22 tây tháng 10 và ngày 26 tây tháng 10. À, cái khối lớp 4 cho đến lớp 8 cũng sẽ bắt đầu vào 5 à, tây tháng 11 cho đến 9 tây tháng 11. Và cái nhóm cuối cùng sẽ là cho các em học sinh cấp 3 từ lớp 9 cho đến lớp 12 sẽ bắt đầu trở lại trường à, vào ngày 16 tây tháng 11 và ngày 19 tây tháng 1 dưới dạng hybrid thì à, những ai nằm trong cái danh sách mà nó gọi là hai à, uh, student thì thường thường là những em nằm trong cái chương trình à, vẫn tiếng anh vẫn còn là một cái nhu cầu à, phải học thêm à, và cái trình độ tiếng Anh của các em nằm ở cái mức à, trình độ 1 cho đến trình độ 3 À, các em trong danh sách à, các em trong chương trình đặc biệt à, là các em sẽ được trở lại trường à, và liệt kê vào trong cái nhóm là à, rất cần à, để được hướng dẫn khi các em à, vào trong trường à, và cái nhóm là những em mà học trong chương trình bổ túc à, cũng được liệt kê vào trong cái nhóm mà à, học sinh with the high needs à, cần cái sự giúp đỡ nhiều thì trước khi mà phụ huynh gửi các em trở lại trường đó thì à, đây là cái à, danh sách những cái danh sách mà phụ huynh à, đề nghị phụ huynh nên sử dụng trước khi à, gửi các em trở lại trường à, và sử dụng cái danh sách này kiểm tra các em mỗi ngày à, để coi 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 các em có bị à, bệnh uh, hay là có những cái triệu chứng gì mà mình cần phải quan tâm thì nếu mà các em có những cái triệu chứng sau đây thì xin quý phụ huynh uh, giữ các em ở nhà nhé uh, đừng dẫn đừng cho các em tới trường thí uh, dụ như là nếu mà các em có sốt hơn 100 độ uh, F thì nên giữ các em ở nhà bị ho uh, không phải là do bị bệnh xuyển hay là do allergy thì uh, đó là một trong những cái triệu chứng rồi khó thở, à, hay là thở ngắn, à, hay là mình không có, um, mình ăn mình không có mùi vị gì hết, không có hửi được, không có à, mình bị mất đi cái mùi vị ăn, à, hoặc là các em có những triệu chứng như là đau cổ nè, nhức đầu nè, à, cơ thể người nó bị mệt mỏi, nhức nhối, à, Ói mửa, Đi tiêu chảy hay là buồn nôn à, thì đó là những cái triệu chứng mà phụ huynh à, nên giữ các em ở nhà à, và nói chuyện với bác sĩ để à, để kiểm tra coi coi là em bị à, bệnh gì ha à, đừng cho các em tới trường sẽ nguy hiểm nhiều hơn à, và sau đây thì là cái danh sách à, cái nơi à, nếu mà cần thì phụ huynh cũng có thể hay là mình cần à, cũng có thể tới đây để kiểm tra trách nhiệm à, COVID. À, thì bắt đầu từ ngày 3 tây tháng 10, thứ bảy này ngày 3 tây tháng 10 thì sẽ có một cái à, trung tâm à, để mà kiểm tra à, trách nhiệm COVID-19. À, địa chỉ của nó là 40 Geneva F in à, nó nằm gần cái row hall đó. À, và cũng nằm trong uh, một phần của Boston Public Library Thì nơi đây thì mọi người không cần thiết phải làm hẹn gì hết Chỉ có uh, đi tới thôi uh, Và đồng thời họ sẽ có cái Họ uh, kêu mình phải điền cái đơn ghi danh uh, Còn nếu mà quý vị muốn uh, ghi danh trước đó Trước khi tới cũng được Gọi cái số điện thoại là 617-568-4500 để mà đăng ký hoặc là nếu mà có bất kỳ câu hỏi gì thì cũng có thể gọi họ ở số điện thoại là 617 569 5800 à, để mà đăng ký trước hay là có bất cứ câu hỏi ha thì thứ ba thứ bảy này ngày 3 tháng 10 họ sẽ có cái testing site nếu mà mọi người cần thì cũng có thể tới Thông tin kế tiếp mình muốn chia sẻ đó là thực phẩm À, cho học sinh à, trường công lập Boston. Trường công lập Boston họ có cái chương trình phát thực phẩm cho các em 5 ngày một à, tuần à, thức ăn trưa và thức ăn sáng à, thì phụ huynh có thể tới một à, tuần à, mỗi tuần phụ huynh có thể tới vào ngày thứ ba và ngày thứ tư từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều để mà lấy thức ăn cho nguyên tuần đó ha. À, thì mọi người có thể tới à, những cái nơi sau đây Nếu mà mình sinh sống ở Rochester Thì mình có thể tới trường Boston Art Academy đường, Hay là trường khác Cái địa chỉ là số 11 đường Charles Street Trường Boston Latin Academy Địa chỉ là 205 đường Townsend Street à, Trường Burke High School Địa chỉ là 60 đường Washington Street trường Frederick Pillard Middle School là địa chỉ là 270 đường Columbia Road. Lee K to A School, địa chỉ là 155 đường Tabot F. McCormick Middle School, địa chỉ là 315 Mount Vermont Street. Trường Murphy K to A School, địa chỉ là số 1 đường Warrell Street. Tex Boston Academy, địa chỉ là số 9 đường Peacewell Road, hoặc là trường Up Academy Dorchester, địa chỉ là 35 Westwell Street. Thì những ai sinh sống ở Dorchester có thể tới à, khu này những cái trường này à, vào thứ ba và thứ tư từ 10 giờ sáng đến 6 giờ để lấy thức ăn cho các em nhé. Và những ai ở East Boston thì có thể là East Boston High School, Mario Umana Academy. À, và nếu ở Fenway thì có thể là Boston Latin School. À, và nếu ở Mattapan thì có thể tới là Matterhorn Elementary, Miltrick Ave um, Và Roslindale thì có thể Ivy Middle School Nếu mà mình sinh sống ở Roxbury thì mình có thể tới Madison Park, Ultra Garden K-2A Hoặc là nếu mình ở South Boston thì mình có thể ở tới Condon uh, K-2A School Hoặc là Excel High School hay là Tynan's Elementary và nếu những ai tới ở gần West Roxbury thì có thể tới Ogden Burger School à, thì đó là những cái trường mà phụ huynh có thể tới à, vào thứ ba và thứ tư từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều để lấy thức ăn cho các em trong tuần nha à, gần đây thì trường công lập Boston có làm việc chung với trường bên Staple À, và Staple đã donate uh, 50 đồng gift card uh, Cho mỗi học sinh để mà mua dụng cụ học tập trong trường uh, Thì uh, cái tiền gift card này uh, Mình chỉ sử dụng được một lần thôi uh, Và mình mua một lần là hết 50 Nếu mà mình mua ít hơn Thì mình sẽ bị mất cái số tiền đó nha uh, Và cái thời hạn để mà À, sử dụng sẽ hết hạn Sử dụng là ngày 30 tây tháng 11 Năm 2020 à, Đó là để ý à, Xin mọi người lưu ý nha Cái thời gian hết hạn Sử dụng sẽ là ngày 30 tháng 11 Năm 2020 Phụ huynh có thể à, Tới những cái Nơi à, Của tiệm staple à, Mà mình ghi ở đây Thí dụ như ở Somerville Ở Boston, ở Cambridge ở Dorchester, ở Deham, ở Braintree, ở Neham, ở Brighton. Thì đây là những cái tiệm mà mọi người có thể tới để mà sử dụng cái gift card 50 đồng và mua dụng cụ học tập cho các em. Nhớ nha, chỉ mua có một lần. Nếu mà mọi người sẽ không hết cái số tiền 50 đồng thì cái tiền đó nó sẽ không được sử dụng lại lần thứ hai. À, một tin nữa mình muốn chia sẻ với mọi người đó là cặp gia Thì văn phòng thị trưởng uh, Mayor uh, Martin Walsh And văn phòng uh, Public Service and Community Outreach Outreach họ uh, đưa cho cặp gia uh, Cho tất cả các em học sinh uh, Trong Boston uh, Vào ngày 17 tới tháng 10 Từ 1 giờ đến 3 giờ À, địa chỉ sẽ là Norfolk Street Park, Matapan Và ngày 18 tây tháng 10, tháng chủ nhật lúc 1 giờ cho đến 3 giờ Ở tại Justice Corwin Park ở Roxbury, Mac Thì à, mọi người có thể tới một trong hai cái địa chỉ này vào hai ngày trên à, Và giờ giấc như vậy để lấy cặp da cho các em à, Và lưu ý cái cặp da này nó cũng có giới hạn thôi Thành ra là ai đến trước thì Sẽ được trước nhé. à, Và có thể sẽ hết à, trước khi cái giờ quy định Thành ra là mọi người tranh thủ Nếu mà cần thì có thể tới sớm Để nhận cặp da cho các em à, Thông tin kế tiếp Mình muốn chia sẻ đó là Những cái tiểu bang à, Mà nó low risk state Nếu mà mọi người à, có di chuyển À, tới những cái tiểu bang này thì à, theo mọi người biết rằng là gần đây á à, thành phố tiểu bang Massachusetts của mình đưa ra cái luật rằng là à, tất cả những ai mà đi đến những cái tiểu bang à, ra khỏi tiểu bang của Massachusetts hay là đi đến những cái à, đi thăm đi du lịch này kia trong cái thời gian này đó thì nếu mà mình đến những cái tiểu bang hay là những người ở những cái tiểu bang không phải nằm trong cái logistics mà à, mình liệt kê đây là chín tiểu bang à, chín thành phố hết thảy thì à, nếu mà những ai không phải trong những cái tiểu bang này mà đến Massachusetts phải quarantine uh, 14 ngày hoặc là đưa trình cái cái giấy uh, kiểm tra trách nhiệm rằng là mình không có bị COVID-19. Nếu mà không thì mình sẽ bị phạt uh, là 500 mấy chục đồng một ngày. Thành ra là mọi người lưu ý nha. À, và đây là những cái tiểu bang mà nó nằm trong danh sách low risk mà người không có cần phải đệ trình khi tới hoặc là đi tới uh, tiểu bang này như Colorado, Connecticut, Maine, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Vermont, and Washington. Đó là chính cái tiểu bang nằm trong Lodis hiện tại và dựa theo cái bản thông tin uh, của thành phố uh, vào ngày 25 tây tháng 9 vừa qua. Và bây giờ là mùa thu thì mọi người biết rằng là cây đổi màu rất là nhiều à, và rất là đẹp à, thì đây là một cái dịp tốt để mà mình có thể à, đi xem lá vàng à, đổi màu rất là đẹp mọi người ơi à, thì mình khuyến khích là mọi người nếu mà trong cuối tuần trong tuần nếu mà gia đình rảnh rỗi thì cũng có thể à, chở nhau chạy trên đường để mà ngắm những cái cây à, lá vàng à đổi màu và nhìn thấy được cái thời tiết à, đẹp như thế nào à, Quan cảnh nó đẹp như thế nào thì mình muốn chia sẻ với mọi người à, tuần này là cái tuần mà tuần này tuần sau là cái tuần mà tốt nhất để mà mọi người có thể xem à, những cái cây lá đổi màu à, và mọi người cũng đã có thể nhìn thấy rằng là nếu mà chạy trên đường 93 đó là mọi người đã thấy là hai bên đường cây đổi màu à, đủ màu sắc hết màu cam màu vàng sang lẫn với những cái cây còn chưa đổi màu màu xanh à, đẹp lắm nó đưa lên cái quan cảnh rất là đẹp thì mọi người có thể à, lấy cái thời gian này đủ nhau chạy à, trên đường và ngắm nhé à, và cũng có thể chia sẻ trở ngược lại với chúng tôi à, là những cái nơi nào mà mọi người nhìn thấy nó đẹp à, để tất cả mọi người à, có thể rủ nhau đến để thăm à, cảm ơn mọi người đã nghe cái À, xem cái video này của mình Thì à, nếu mà những ai chưa có bấm nút surprise đó, Thì hãy bấm để à, nhận tiếp những cái thông tin mới từ mình nha à, Và cái nút surprise nó màu đỏ à, Nằm ở bên dưới, ở góc tay phải đó à, Và nếu mà mọi người thấy cái nút đó đã đổi thành màu xám Thì có nghĩa là mọi người đã bấm rồi còn nếu mà vẫn còn là màu đỏ thì có nghĩa là mọi người chưa có bấm vào cái nút surprise à, thì xin hãy bấm liền bây giờ nhé để khi mà có những cái thông tin mới à, cập nhật thì mình có thể à, chia sẻ tự động chia sẻ đến với mọi người à, và hẹn gặp mọi người vào trong cái video kế tiếp xin chào